Hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Thì cái chuyện này nó xảy ra với mình, nó hơi ba chấm luôn. Là cách đây một năm, mình có chở một gia đình nọ về Long An, cụ thể là Mộc Hóa. Thì cũng như chở bao người khách khác thôi. Thì cái gia đình này nó có hơi đặc biệt một chút á, là mình bên nói là mình nhà có xe, mình chạy gọi là ai ai nói chung là người ta có số điện thoại mình, người ta gọi mình sẽ đi, kiểu gọi là chạy dịch vụ, nhưng mà mình không có đăng ký vô công ty, không có đăng ký trả hết. Mình kiểu nhà có xe thì mình muốn xe nó đẻ ra thêm thu nhập cho mình, nên mình cho người ta số điện thoại vậy đó, ai gọi thì mình đi. Thì cái gia đình này là lấy số của mình từ một người quen của mình, từ một người quen khác thì đưa. Thì cũng như thường lệ thì người ta hẹn mình 9 giờ, thì 9 giờ mình bắt đầu đi tới mình đón người ta. Thói quen của mình nó là thường là mình đi đi đâu xa, khoảng trên đi giờ khoảng 100 200 cây á, mình sẽ mua thêm một lon Smonto mình uống. Cái gia đình này là có một người mẹ, một bà chị lớn khoảng 28 tuổi, hai đứa nhóc học lớp 8, với lại một đứa bé học lớp hình như nó mới 4-5 tuổi gì à. Thì 9 giờ mình tới nhà người ta mình đón. Ok, thì đầu tiên cái chuyện mà mới bắt đầu thôi là mình khó chịu á, cũng không phải là mình không phải là người khắt khe, cũng không phải là người keo kẹt. Mình để cái lon nước ở trong cái hộc lạnh của cái xe mình á, nó hà hơi mới lạnh vô cho cái lon nước nó lạnh để mình đi đường mình uống. Thì cái thằng nhóc là hai nhóm lớp 8, đây là một trai một gái, thì cái thằng nhóc á nó từ trong nhà nó đi ra trước, xong rồi cái nó bong 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 nó leo lên nó ngồi ghế trước luôn. Ok, thì mình không có lên, mình lúc đó mình không có trên xe, mình đứng ở dưới mình đợi, mình xách hành lý vali đồ cho, nói chung là túi ba lô đỡ cho người ta ra mình bỏ vô cốp. Anh leo lên mình lấy lon nước mình khuyên uống luôn. Ok, mình không phải là người keo kiệt khó tính, thì thí dụ như mà muốn uống á thì nói mình tiếng mình ok, mình sẽ cho lon đó, mình mua lon khác mình uống, mình đâu có khắt khe hoặc là khó chịu gì đâu. Lấy nó uống nóc phá gần nửa lon luôn, cái nói y lần đợi muốn Monster tơ anh, cái mình cũng ba chấm rồi thôi kệ. Xong rồi cái mình đi qua nhà người ta, mình xách túi xách rồi nói chung là quà cáp này nọ để cho về Mộc Hóa, để cho cái gia đình bên nhà trai á. Anh ngồi anh coi phim xong cái anh gác chân lên táp lô. Mình nó là cực, gọi là cực ghét ai mà ngồi xe mình mà gác cái ba lô, còn gác gác cái chân lên cái táp lô xe mình lắm. Cái mình nói em đi xuống hàng sau hàng chót em ngồi luôn với bé kia đi, chứ ngồi trên đây gác lên gác gác chân lên cái táp lô xe là anh không chịu. Rồi rồi cái mình kia nó xuống ghế phía sau ngồi, mình kia nó đem luôn lon nó theo uống đi, mình không có uống nữa, tại vì mình ghét đồ của mình mà ai xin, chưa chưa có xin mình mà người ta lấy người ta uống đó, mình cực kỳ khó chịu luôn. Chưa kể làm như là nói chung mình không phải là chắc mấy đứa con nít mà nó cũng học lớp 8 rồi, cũng phải hiểu chuyện, kiểu là ừ anh ơi em muốn uống thử cái lon nước ngọt này anh cho em được không, ok mình sẽ cho, chứ không phải mà tự ấy leo lên xe ta tự lấy khui tự uống luôn. Mình mua mình để chở mình chưa khui ra, tự khui tự uống mà nóng phát nửa lon mình cho nó uống luôn. Rồi người nhà ra đủ hết rồi, mình bắt đầu mình đi khởi hành thôi về Long An. Thì cái bà chị này, cái bà 28 tuổi là bà không có biết cái địa chỉ cụ thể ở dưới Long An, xong rồi bà mới nhắn tin cho bạn trai của bà là nói là gửi cho em cái địa chỉ đi, em bấm Google Maps cho tài xế chạy. Cái bà cũng bấm bà đưa cái địa chỉ, bà đưa hẳn cái điện thoại của bà cho mình coi luôn. Ok, mình kết nối cái điện thoại của bà là cái màn hình xe của mình để cho nó hiện là mình dễ đi. Xong rồi cái bà lên, cái bà cũng nói chuyện mình vui vẻ, mình cũng nói chuyện mình đáp lại. Rồi xui nhất là cái gì biết không, mình đi cái bà lên xe, kiểu bà buổi khuya bà đi giao hàng về, cái bà mệt lên xe bà ngủ giấc, cái mình chạy tới cái địa chỉ đó. Rồi là cái địa chỉ ở cái đường nào ta, cái đường mà để đi ra đường N2, đường lộ gì mình quên rồi, để đi ra đường cao tốc Trung Lương á,
cái tới địa chỉ bà kêu, cái mình kêu chị ơi em tới địa chỉ này rồi. Cái bà dạy bà nhìn vòng nhớ, ủa đâu phải chỗ này ta, phải không ta, cái bà điện cho bên kia nó là lộn đường rồi, đi lộn tổng cái chiều, tổng cái đường mà đi lộn là từ cái điểm nó sẽ có hai cái ngã rẽ, một trái một phải, thay vì bình thường là cái hẻm mà mình sẽ đi là sẽ quẹo phải, nhưng mà cái địa chỉ bà đưa mình là quẹo trái, là từ cái ngã ba đó là đi về là 60 km, xong quẹo rồi cái mình sẽ mình đi mình lúc đó là mình đi, mình đi đúng đường rồi là tới 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 cầu một hóa gì đó mình quên rồi, cái năm mà không nhớ nữa. Cái gần lúc này là trưa rồi, khoảng gần 12 giờ mấy rồi. Cái ở dưới mới điện là hỏi ủa sao đi lâu quá vậy, giờ này chưa tới nữa. Cái bà mẹ, cái người lớn tuổi á, bà mới lấy điện thoại, bà lấy, bà kêu là đưa cho bà nghe, bà nói cho. Cái bà mới nói là thằng tài xế nó chạy lộn đường, bây giờ đang vòng ngược lại đó, trong khi cái người đưa địa chỉ sai cho mình lại là con của bả, mà bây giờ bả nói ở dưới là thằng tài xế chạy sai nên bây giờ xuống trễ, trong khi là hồi hồi lúc mà mình đi lộn tới cái địa chỉ lộn mới là con của bả đã gọi là nói với bên kia là con bả đưa lộn địa chỉ đi sai, xong rồi lát nữa bả nói chuyện kiểu kiểu hai người là dai với nhỏ kiểu con á nói chuyện. Còn tới bà mẹ là bà mẹ này bên đây nói chuyện với lại ông bố bên kia, bà mới đổ thừa mình là đi đi lộn đường rồi, mình cũng không nói gì, mình cũng vui vẻ trả lời, mình nói chuyện thôi. Cái đi xuống tới dưới xui xui thêm phát nữa, vừa bỏ mấy bãi xuống bật bãi bánh xe, lần đầu tiên mình đi xa mà kiểu lúc tại vì mình mua xe đó giờ là lỡ mà có bị gì á, thường kiểu mà chưa bao giờ mình bị bể bánh trên đường hết, lần đầu tiên mình bị bể bánh trên đường trên cái chỗ đó luôn, gặp 12 giờ mấy trưa nắng, lần đầu tiên từ lúc mình mua xe đến giờ là mình tự thay vỏ, không phải tự thay vỏ mà tự thay cái bánh sơ cua luôn, xong rồi hỏi người ta thay xong rồi giữa trưa nắng mà mình gặp mình đang đói nữa, xong rồi mình mới hỏi anh ta là đi vòng vòng đó hỏi là có chỗ nào vá bánh xe hay không, thì may mắn là cách cách cái chỗ đó 5 cây số có chỗ vá, mình đi lại cho mình vá, thì mình cứ sợ là tại vì cái đường đi từ từ cái đường nhựa đi vô cái nhà của cái đó là trong cái con cái đi heo dọc theo con kênh đường đất đỏ không, mà mình cứ sợ đó là không biết nó có bể bánh, nó có bể từ cái đoạn xa nào hay không, mình chạy tới đây mình mới phát hiện nó bị bể, mình sợ nó bị tét vỏ nặng quá là phải bỏ luôn cái vỏ, mà kiểu cuốc này đi mình nhận ta có 1,2 triệu à, nó có khi nào lỗ mẹ luôn không, mà hên quá dở ra cái vỏ không có bị gì hết, ra cái vỏ xong mình đi về ngay chỗ chỗ gần nhà đó mình ăn, tại vì họ họ đi qua bên đi qua đi lại bên đây xong á bằng cái ghe, cách cái tàu cách con sông đi qua bên kia nên mình đậu bên đây mình đi ăn ăn xong rồi là họ cũng khoảng gần 2 giờ là họ ăn bên kia xong họ ra. Cái thằng nhóc nó mới có 8 tuổi rồi, nó nhọc xỉn quá thằng câu luôn, dở cái hàng ghế ba ra cho nó leo lên, cho nó leo lên để nó đi ra đằng sau, nó lấy cái tay nó đẩy mình ra, nó kêu là xích ra coi, nó leo lên rồi xong rồi bắt đầu mình về. Cái ở dưới người ta cho nhãn cho chôm chôm nữa, mà người ta cho kiểu phân bịch ra gì đó, kiểu cái loại này ra loại kia quá bình thường, cho tới khi cái bà mẹ bà cái bà cái người lớn tuổi đó, lấy ra ăn thì nhiều bịch quá thì mình dồn là hết một bịch đi, không đó để 2 bịch ăn ăn xong rồi mình thấy bà có nhiều bịch, mình dòm vô kiến chứ hậu mình thấy bà có nhiều bịch, mình nghĩ là bà bỏ bịch chứ không có nghĩ là bỏ vô mấy cái hộc hộc mà để chai nước để đồ của mình á, ở bên hai cánh cửa nó thường có nhiều hộc để đồ, bà bỏ vỏ chôm chôm hộp chôm chôm vỏ nhãn tè le hết, bà bỏ đầy hộc đầy cái hộc đó luôn. Cái này là, lúc này mình đi đi về bỏ khách xuống rồi mình mới phát hiện ra là bà bỏ ở ở trong đó, chứ còn lúc trên xe là mình không có để ý, mình cứ nghĩ là bỏ vô bịch. Xong cái bỏ đó rồi bà ngủ, bà ăn xong đã hết ngủ
Thì mình cũng đi về thôi. Xong rồi tới giữa cái đoạn đường đi về là cái hành trình mình đi là khoảng 120 cây. Thì mình đi được khoảng 40 cây gì đó, cái thằng nhóc nó kêu là nó mắc đái quá, cho nó đi, ngừng lại cho nó đi. Thế mình cũng muốn cho nó xuống, nhưng mà cái đường kiểu đường thì nó hẹp, lại xe nó chạy nhiều quá, mình hai bên nó không có đủ cái lời để mình tấp vô, mình tấp đây mất công. Mình kêu là thôi ráng chịu khó đi, lát nữa ra chỗ nào lớn lớn rộng mình cho đi. Mình quất một phát về tới nhà nó luôn. Ác thiệt, mình nghĩ là mình ác thiệt, nhưng mà mình không có chấp nhận được cái kiểu mà ừ bây giờ nó mình nhỏ mọn cũng được, nhưng mình không chấp nhận được cái kiểu mà mình nó kiểu nó leo vô xe mình mà nó đẩy mình ra, kiểu như nó là gì á, nó sao nghe cái nó hợp lý ta. Thì nói chung là mình không có ưng cái kiểu đó, thứ nhất. Cái thứ hai là đi về có 1,2 triệu, mà lúc mà mình dọn xe ở đằng ở ở cái chỗ mà ghế của hai đứa nhóc ngồi là bánh bô-ca nó ăn mà bị bể, nó rớt trên ghế, xong rồi cái nó nhét qua hai bên cái thành ghế á, là ba ba bốn bịch gì á. Còn cái người lớn tuổi á thì ngồi sao ăn nhãn xong rồi cái bỏ qua bên cánh cửa chứ không có bỏ vô bịch, dọn ra rất là dơ. Xong mình dọn xe sạch sẽ luôn rồi mà mình lên xe mình vẫn nghe cái mùi nhãn, tại vì mình rửa mình xà bông này nọ luôn. Xong rồi mình cứ hửi 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 cái xe, cái tới hồi mà mình hửi lên cái ghế, bạn tin không, cái ghế nó nồng mùi nhãn luôn, có nghĩa là nước nhãn nó chảy lên ghế á, kinh khủng lắm. Còn kinh khủng hơn nữa bạn biết gì không, lúc mà thanh toán tiền lúc đầu gọi là mình chốt kèo 1,2 triệu, đưa địa chỉ mình đi nhầm, mình không tính thêm, mình vẫn lấy 1,2 triệu, nhưng mà về trả cho mình chỉ có 1,1 triệu thôi, còn nói với mình đó là mốt sẽ đi nữa, nhớ luôn số điện thoại lại nha. Đi về mình chặn số luôn, cái kèo này hết thơm đi không nổi thầy, tại vì cũng là người quen của người quen mình giới thiệu cho nên mình cũng không có muốn lấy mắt. Nhưng mà thật sự là cái vấn đề, quá nhiều vấn đề phát sinh ra như vậy nên mình nghĩ là chắc mình chặn số, chứ sau này mình không có kiểu chở mấy người như vậy đi nữa. Mình cũng không hiểu nghĩ sao mà cầm nhiều bịch trên tay như vậy, nhưng mà khi ăn đồ đồ ngọt đồ mà có đường dính á, lại bỏ vô cái hộp xe mình, thiệt là kiểu mình cũng ba chấm không biết sao đó. Đó là câu chuyện mà đi chở khách của mình, câu chuyện mà kiểu thiệt là lâu 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 mới có gặp được cái chuyện mà hơi không biết nói hay sao. Nếu mình trường hợp của mình là vậy, nếu trường hợp của các bạn mà kiểu ok, mình thí dụ mình là một người dễ tính đi thì mình chấp nhận hết những chuyện đó, nhưng mà cái chuyện mà mình đã kiểu mình đi lộn, đưa địa chỉ mình đi sai hẳn 60 cây, nếu như là người khác người ta sẽ tính thêm tiền vô, còn mình vẫn giữ giá là 1,2 triệu. Cái lúc mình đi đó là thời điểm là xăng nó cũng rẻ nên mình cũng không có chấp, nhưng mà đi về rồi mà kiểu trừ mất có mình 100 ngàn thì mình hơi khó chịu. Rồi mình phải đem xe ra cho người ta vệ sinh cái ghế cũng hết mấy trăm nữa, kiểu đi cuốc xe này mình đi đi chơi luôn á, chợ đi theo đi chơi luôn chứ không có tiền bạc gì hết. Đó đó là trường hợp của mình. Còn nếu như là trường hợp của các bạn thì các bạn có chấp nhận được như mình hay không? Rồi nếu như người ta gọi lại cho các bạn để đi một lần nữa, các bạn có đi không? Các bạn comment bên dưới cho mình biết đi, các bạn có đi nữa không? Đó là câu chuyện mà của mình. Ok, hết rồi. Mình cũng còn nhiều câu chuyện khác lắm để mình sẽ kể các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện của mình thú vị á, đây là thiệt, mình trải nghiệm rồi thiệt, thì nhấn follow kênh của mình, lại cho mình một like để mình ra mình kể thêm chuyện khác cho bạn coi ha. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo, nhớ comment bên dưới nha.